Văn khấn lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cô Minh Giáo Chủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bản Tôn Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tín chủ con là Ngộ Tại. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài nơi điện Cửu Hoa kính dâng phẩm vật hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành nhất tâm kính lễ dưới tòa sen báu. Cúi xin Đức Đại Sĩ không rời bản nguyện theo Phật phó chúc trên cung trời đao lợi che chở cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền phù trì con đỏ dưới ánh ngọc minh châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt khi còn sống, được thực hành thiện nguyện noi gương Đại Sĩ cứu độ chúng sinh khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm thần linh bản xứ giúp yên, lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang vượt khỏi tam đồ sinh lên cõi thiện. Lại nguyện cho hương linh gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát. Tín chủ con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.